Theo một nghiên cứu của Reuters tuyên bố, một nửa trong top 100 các chuỗi bán lẻ tại Mỹ sẽ chấp nhận Apple Pay, được CEO Tim Cook đưa ra vào tháng 1 vừa qua, có lẽ chỉ là lời nói suông. Trong số 100 chuỗi bán lẻ được Reuters khảo sát, có không tới 1/4 số này đang sử dụng Apple Pay. Tỷ lệ các chuỗi bán lẻ tuyên bố sẽ không chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử của Apple Pay lên tới 2/3. Chỉ có vỏn vẹn 4 chuỗi bán lẻ cho biết đang có kế hoạch tham gia Apple Pay trong năm sau. Các lý do khiến cho Apple Pay không được lòng các chuỗi bán lẻ tham gia khảo sát đưa ra bao gồm thiếu hụt nhu cầu từ khách hàng, thiếu quyền truy cập vào dữ liệu thanh toán của Apple Pay và chi phí kỹ thuật đắt đỏ. Xem ra, CEO Tim Cook vẫn còn rất nhiều việc phải làm để lời nói của mình trở thành hiện thực như đã hứa cách đây gần một năm.